Được anh An, tại vì là anh biết sao không? Tại con Rek'Sai đố anh biết là ai đánh bên phía của Thỏ Chỉ Huy. Cho đánh luôn. Rek'Sai chắc là Linh Cao Thủ à? Hay không. Là Lợi à? Lợi Trùm. Lợi Trùm cho đánh luôn. Thoải mái, không vấn đề gì cả. Trong khi đó thì bên kia đây, lúc này đây thì Leona của Hoa Nhật Hình này, rồi thêm cả Mid Fortune này. Như vậy là một đội hình sẽ có hai xạ thủ, khi mà có cả Ven đi chắc là khu vực đứng trên của một ai đó. Và nhiều khả năng thì Hà Tiểu Phu sẽ vẫn tiếp tục sử dụng con Ven này, tôi đoán là như vậy. Rồi, ok, chúng ta đã có thể thấy được đội hình đây. Tôi sẽ đọc lại cái danh sách mà bên phía ban tổ chức cập nhật cho chúng tôi. Là Optimus hay là Cụ Biển Nướng của chúng ta sẽ đánh Silas. Linh đánh cao thủ, Linh cao thủ đánh Saya. Duy Còm là Aurora, Mera Seraphine, Lợi Rek'Sai, Hoa Nhật Huỳnh là Mid Fortune, Hà Tiểu Phu Aurora, Tấn Trường Leona, No Way Ven. Ui, No Way là lại... Và ván đấu này chúng ta sẽ có Văn Tùng à Trốc. Chúng ta người Việt Nam có một câu rất là hay là làm 10 điều ác không bằng phá nát một gia đình đâu anh Luân ạ. Thế nên là chúng ta cứ tém lại một chút xíu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay lại với những diễn biến đầu tiên của game đầu thứ hai cặp BO3 Somet siêu thú đại chiến. Năm thành viên của Sói Cô Độc đang đi cùng nhau tấn công vào rừng của bên phía đối phương. Trong khi đó thì Thỏ Chỉ Huy dường như không muốn đưa lại một cái lời đáp trả nào cả. Các bạn sợ à? Sợ thì đi về chứ bây giờ đánh Somet rồi mà không giao tranh cấp độ 1 thì kể ra nó hơi buồn một chút xíu. Đây nha, đây nha, No Way đang phải chạy nha. Bắt buộc phải rời khỏi khu vực đường trên. Lính đẩy cao và đã bị đối phương uy hiếp một tí. Giai đoạn này thì con Aura nó có một cái lợi thế là cái khả năng truy đuổi cũng rất là tốt. So với lại Ven, nếu mà bạn đã sử dụng cái buộc tội rồi thì khó có thể rút lui. Nhưng mà tạm thời thì vẫn là không không. Optimus lao lên. Ui, set 2 cực kỳ đẹp. Solo kill nhẹ nhàng của Optimus. Nó phải là như vậy. Đó là điều cần thiết mà chúng ta cần được thấy ở đội trưởng Optimus ở bên phía Thỏ Chỉ Huy để có thể níu kéo đến ván 3. Và sau khi có được mạng chiến công đầu này thì Optimus chắc chắn nó sẽ rất giàu rồi. Anh ta sẽ cố gắng đẩy nó các tên lính có xe to này, sau đó thì về nhà và trang trải thêm cho mình những món trang bị cần thiết để ra đường. Còn đối thủ thì đã phải đầu tư luôn cả cái dịch chuyển để chắc chắn là mình sẽ không bị mất những cái đợt lính. Và như đã chia sẻ thì đây là đợt lính có xe to nha. Cô Độc. Chưa kể là cả hai đường đơn của bên phía Sói Cô Độc đều đẩy, pha phối hợp cũng rất là khớp đến từ bên phía của Sói Cô Độc. Ăn sâu một cái là hai đường đơn vào hỗ trợ cho nó chắc cú. Trong khi đó Optimus bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới, thấy con mồi rồi, bắt đầu vào vị trí rồi, lấy chiêu cuối, lấy bảo đạn xả thẳng vào đối phương nhưng không có CC giữ chân. Liều nạ út Linh xử lý cực kỳ tốt nha. Wow, một quả thu lông mặc dù không có chói đâu nhưng sát thương là vừa đủ để có thể tiêu diệt được hỗ trợ ở bên kia. Đây là một đường thắng và liên tiếp sẽ là những lớp giáp trụ bị cạo đi và một lượng tiền lớn. Ngoài ra thì thêm một cái sự bất cập nữa cho Sói Cô Độc, đó là xạ thủ của họ không có khoảng trống để farm. Mà nếu tiếp tục thu đường như vậy thì cái chỉ số farm của Midfighter sẽ là rất tệ. Viên bên địch nó khiến cho anh ta phải đầu tư cho mình cái đột biến. Solo kill. Ở đâu đó, ở khu vực đứng trên, ô Ven của đứng Long trên. Cua thua. Duy Còm đã solo kill Long Cua ở cánh trên. Pha đó thì chắc là BK cũng cực căng luôn, tại vì cái điểm nằm xuống của No Way là sau trụ của đối phương ở phía cái trụ một đường trên đó. Có lẽ là một tình huống quá say mồi, Long Cua đã bung hết tài nguyên luôn nha. Bật chiêu cuối, dùng tốc hành lao vào và đã bị nằm ngược. Rồi là cộng thêm với cả thu đường, à không, xin lỗi các bạn là 55 lính. À cái vị trí hai con tứ đường trên đang nhầm. Là con Silas 75 lính ở vị trí của Optimus. Optimus là mid, đúng rồi. Nhưng mà vẫn là thua lính một chút xíu nha. Chính xác. Hay là bên Sói Cô Độc phải kích TV ấy, kêu Tấn Trường nghỉ ngơi khoảng 3 phút anh em. Này nó phải có tí AFK nó mới hợp với đội Sói Cô Độc hay sao á. Ván này bên phía Thỏ Chỉ Huy đang rất là chậm rãi trong những pha triển khai, mà tôi nghĩ rằng họ đang kiểu như là một cái người có khả năng lãnh đạo bẩm sinh như Optimus á. Đi đến cái đội nào dù là đánh chuyên nghiệp hay là Somat, từ từ đã. Pha này bảo đạn mở rất đẹp, nhưng mà Linh có bảo tố nổi dậy vẫn có thể lui ra được. Mai đã tung một cái tình huống khúc ca lan tỏa, đúng là cổ vũ về mặt tinh thần. Linh vẫn đang phải làm hết, bắn liên tục, bật lá chắn, có tốt. Được mạng hạ gục rất tốt. Linh đã có thêm được một chỉ số a gục cho mình và Mai cũng có được một chỉ số a gục, và đường dưới này coi như là ăn tiền rồi. Khu vực hàng sâu thì đang có những giao tranh rất là nổi bật được diễn ra khi mà Ven đang cố gắng bắn nhưng Rek'Sai vẫn còn sống bằng một cách nào đấy thần kỳ, nhưng ăn chốc thì không. Tùng đã phải nằm xuống lần đầu tiên trong trận đấu này thì phải. Lúc này đây thì có lẽ là Tùng nên đầu tư sự chú ý của mình lên nửa trên của bản đồ để giúp cho con Ven này có thêm nhiều tiền hơn thì có lẽ là hợp lý. Đấy, vừa nói xong, cái đường dưới này không cứu được rồi. Đường dưới của Sói Cô Độc coi như ván này toang toác rồi.
dù sao thì Lợi cũng là một người chơi game hay, nhưng mà khi nhăn mà phải đối đầu với nhiều những anh tài như này thì là khó rồi. Và đó là mạng sắp đào tiếp theo dành cho đội hình của Sói Cô Đồng. Khi mà đường giữa của mình đã nằm rồi, có đường dưới Linh cần hai Nhật Long lại giữ chân thành công, chỉ bị làm chậm bởi Thái Dương Hà Sang, nhưng bảo đạn tung vào cực kỳ đẹp, thiếu đúng một chấm máu, Linh sống. Ui, cái bão đạn mà dịch sang phải khoảng 1cm nữa thôi là chắc chắn Linh sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Và câu hỏi đặt ra là Mai đã đi đâu trong cái tình huống vừa rồi để cho Linh cô độc đến như vậy. Mai về nhà mua thêm đồ, mua thêm mắt. Brickside bị choáng bởi mũi tên bạc và đó sẽ làm hạ gục cho ai đây? Nhưng mà Cam phải chuyển ngay lên khu vực đường trên. Và đó là mạng shutdown dành cho Aurora. Như vậy là ván đấu này có vẻ như không phải là lệch lắm. Pha băng trụ cực kỳ dễ dàng. Đây là khúc ca lan tỏa không có nhiều sát thương lắm. Nhưng Midfortin bên phía bên của Sói Cô Độc là Hoa Gia Huỳnh cũng không còn năng lượng nữa, cả hai phải lui về. Hay Mai đang dí. Hay Mai. Nhưng không còn khúc ca lan tỏa nữa. Có cái gì không? Có tốc biến không? Hay. Ôi, có mạng là chắc chắn rồi. Ui, để nhường cho Optimus, và vừa rồi thì có lẽ là Mark Bing hơn, nhưng Optimus có khả năng tiếp cận nhà và anh ta cướp thẳng chiêu cuối của đối phương, giật choáng đến từ Thái Dương Hạ Sàn, anh ta cướp được. Và đó là 300 vàng tiếp theo dành cho đội trưởng Optimus. Mọi thứ diễn ra ở dưới bản đồ ván này là quá Mark Bing rồi, trụ đầu luôn. Để có thể đem về điểm hạ gục thứ 10 cho họ chỉ huy. Và họ cũng có được cái trụ. Như vậy là lại là có khoảng cách. Long cua pha này chỉ có lên phường. Optimus chắc chưa? Chắc chưa? Ai lên phường? Ai lên phường? Ai mới là người lên phường đây? Và đó là một tình huống say đòn của Lợi. Thật sự là không cần thiết khi muốn bấu theo một con tướng có khả năng cơ động và linh hoạt như con Vền. Để rồi đây Lợi đã phải băng trụ và để mất rất nhiều tài nguyên của bản thân, mà cũng không đem lại được một cái tình huống hạ gục nào cả. Anh ta mất cả chiêu cuối nữa. Hơi tiếc cho Lợi, như vậy là hơi sớm bởi vì bây giờ vẫn còn một cái mục tiêu lớn ở nửa trên bản đồ nữa. Nhưng họ đến đây với 1, với 2, với 3 người đang móc ra đằng sau lưng của Long Cua. Long Cua còn này khó rồi, bị làm chậm xíu xiu với từ quy của Aurora. Sau đó thì liên tục lông của Linh để lại trên mặt đất nhưng không thu lại được để có một tình huống chói. Không sao cả, Silas đến với cái đại lưng Hextech của mình, và đó là thêm mạng hạ gục dành cho Linh cao thủ. Trụ ở khu vực đứng giữa của Thỏ Chỉ Huy cũng đã bị bào đi khá khá rồi. Lại tiếp tục đánh nhau, chiêu cuối của Aurora được sử ra và tàng hình né đi những cú phi lông của Linh. Linh hơi hiền sau khi sử dụng cái bát tốt nổi dậy của mình. Nhưng không, sẽ có những người đồng đội đến và trả thù thành công cho anh ta. 1-1 là hòa. Với một pha xử lý rất là nhẹ nhàng, sử dụng giữa hai thế giới để có thể đào thoát và rất nhanh chóng có thể tắt nó đi. Thái Dương sứ giả được triệu hồi, Mai xử lý chiêu cuối đẹp. Nhưng mà Atrox từ đằng sau ơi, Tùng ơi, buông cái kiếm xuống Tùng ơi, bảo đạn có. Xong rồi. Mạng sắp đạo 500 vàng dành cho người chồng khi mà đã tiễn người vợ của mình lên bảng điểm số. Thử hỏi xem gia đình này có thực sự là hạnh phúc hay không đây. Và một tình huống khác khi mà Silas đã càn lướt và có được thêm một tình huống double kill dành cho Optimus. Xử lý rất tốt với những chiêu thức của mình, lại tiếp tục cận chiến. Và đây là 3v3. Ui, một cú đổ đám đau đến từ Aurora. Yicom có lá chắn được kích hoạt đến từ anh Trường, nhưng anh Trường cũng đã phải lên bảng điểm số rồi. Một pha quét gần sạch dành cho Thỏ Chỉ Huy. Bây giờ thì đây rồi, Optimus cả nhẹ no way một tí nhưng mà gần trụ quá. Mết lui ra, trong khi đó ở khu vực hang rồng, Tùng có xuống cướp hay không đây? Đang chặt quy sẵn, muốn lấy cái quy brow xuống cướp à? Trời, đúng rồi, cướp được. Một tình huống xử lý rất hay của Tùng. Nhưng mà vấn đề là chạy được hay không đây? Vẫn còn cái lướt, không chạy được. Nhưng hay, cái sự hay của Tùng thì lại làm cho một người bạn khác của tôi trở nên kém màu sắc hơn. Là Lợi lại tiếp tục có một pha xử lý nó không được như mong muốn lắm. Đường trên lại giao tranh. Lần này thì Aurora đã tính đam rất chuẩn khi mà anh ta kích hoạt quy lần 2 để thu đam về. Và đó là một pha xử lý tốt của Yicom. Mất rừng ở bên kia làm gì có trừng phạt nữa. Thế là bên này kể cả là không có trừng phạt ở chăng nữa thì cứ chiêu chiêu là ăn thôi. Leona đi đâu đấy? Tại sao còn khựng lại? Và bản thân của Silas cũng đã copy được cái chiêu Thái Dương Hạ Sàn rồi. Còn này chắc chắn là một pha đi lạc rất đáng trách của vị trí của Leona. Tôi hiểu rằng là cần phải cố gắng vươn tầm nhìn vào trong Hamaron để có thể có một tình huống tạo áp lực cho đối phương, nhưng phải nắm bắt được cái quân số của mình tại thời điểm đó thì có lẽ là tốt hơn. Và khi mà bị mất nhiều trụ thì Sói Cô Độc đi kiểm soát bản đồ cũng sẽ trở nên khó khăn và sẽ có những tình huống kiểu bị chết lẻ như vừa rồi mà Leona đã di chuyển trước đó. Vẫn là đầu tàu, Silas ở trong tay của Optimus đang thi đấu ổn. Anh ta cũng chuẩn bị có được một cái godline cho riêng bản thân mình rồi khi mà có đến 6 chỉ số A gục ở vị trí của Optimus. Chúng ta... tôi đang... Đây này. Optimus lên phương. 2-3, vẫn chơi được. Silas chờ những người đồng đội của mình đến. Có đồng hồ cát, Silas câu giờ được. Aurora tung chiêu cuối của mình ra giữa hai thế giới. Nhưng mà cái bão đạn của Midfortin bên kia thì lại khá tệ.
có lẽ là không đủ nhân sự, nó khiến cho sự lùi về của Tỏ Chỉ Huy là điều cần thiết. Mai đến, Mai dùng chiêu lần đầu thì ổn, sau đó thì cũng chỉ là những cái tình huống tung chiêu để dọa đối phương mà thôi, và câu thời gian để cho đội hình còn lại của Tỏ Chỉ Huy có thể đẩy một mạch với hai cái bộ đội Baron ở khu vực đường giữa. Họ cấu được trụ 2, họ cấu được trụ 3 và vẫn có khả năng có thể cấu được nốt cái nhà lính, nhưng là hơi nguy hiểm. Thôi thì cứ từ từ đã, không đi đâu mà vội cả. Cô Độc vẫn có những cái điểm mà có thể tự tin để có thể hướng đến giai đoạn late game, vì họ có nhiều dòng hơn so với phía đối phương. Nhưng lại là một tình huống đi lạc nữa của Midforton của anh Trường. Khá đáng tiếc, cứ mất xạ thủ liên tiếp như vậy thì là hơi khó rồi. Kích hoạt chính mình thận thế đuổi theo và tấn công vào Aurora. Lần này thì Aurora có mọc cánh cũng không thể nào thoát ra được, kể cả là anh đang kích hoạt được giữa hai thế giới đi chăng nữa thì cũng không thể đủ thời gian để câu kéo và thoát đi. Và đó cũng một con rồng nữa, đó là rồng lửa cho Thỏ Chỉ Huy. Còn cánh trên Long Cua đang đẩy lẻ Ven được không đây? Được, hơi lâu nha. Có ai can thiệp đâu, có ai can thiệp đâu, nhưng đừng lấy sao 4-1 đấy, ngon. Còn cưng năm à. Đấy, cứ một vài những tình huống chết lẻ như vậy thôi là Thỏ Chỉ Huy sẽ để mất đi những lợi thế của mình. Bởi vì nếu như mà Long Cua cứ đấy, lại tiền nữa này, đó, lại bắt lẻ này. Linh cao thủ đứng cao quá em ơi. Ơi, còn ai ở đây đâu mà em đứng cứ như Từ Hải vậy. Không được rồi, bây giờ là 2-3 cũng có lẽ là không ổn. Dịch chuyển là có. Bên kia thì Optimus đã có đồng hồ cát tạm thời thoát đi, copy được cho mình cái bão đạn quay trở lại, nhưng bị làm choáng từ Leona, không xả được quá nhiều sát thương. Nhưng Optimus vẫn có được mạng của Leona ở bên kia. Lúc này V vẫn đồng hóa thú này, nhưng không bắn được quá nhiều bởi vì lượng đồ trên người của Long Cua vẫn không phải là đủ đầy. Nên mặc dù là ý tưởng thì là tốt, nhưng là mọi thứ ổn. Nhưng cũng cần phải kể đến đó là anh Tấn Trường cũng hãy chọn vị trí đứng của mình để ổn thỏa hơn một chút xíu. Tấn công vào Silas, liệu có là ổn hay không đây? Silas bị hạ gục mất rồi, và đó là sự góp mặt của Ven. Tốt, double kill dành cho Ven của Long Cua. Lần này thì anh Tấn Trường đưa ra một cái bão đạn mang thiên hướng là dọa dồ đối phương. Ép đối phương lùi, tông bi con tường bổ quý ba cực kỳ hay. Triple kill, và đó là quadra kill. Lại một lần nữa, đúng là Long Tứ, quy mệnh danh mà chúng ta đã từng gọi rất là nhiều lần. Đồ quậy. Ván 1 cũng quát ra, ván 2 vẫn là quát ra kill. Thì có vẻ như tôi phải dừng cái chủ đề của Long Cua lại khi mà Leona ở bên phía sói có độc vừa bị tấn công. Nhưng cái sức chống chịu của Leona tầm này là ổn. Optimus không muốn mất tiền cơ, anh ta quyết tâm đu bám, tấn công vào Văn Tùng. Văn Tùng cố gắng thoát đi, nhưng dính chiêu cuối giữa hai thế giới của Aurora của bên phía đối phương, không thoát được, đứng ở trong cái lồng đó thì chỉ có chờ chết mà thôi. Thì cái đó này là một cái bài toán không phải là dễ giải cho Thỏ Chỉ Huy, và đây họ có thể thử giải. Và rồng thuộc về bên phía Thỏ Chỉ Huy, nhưng sau đó thì sao? Lợi đang không có dấu hiệu sự sống nữa rồi, và đó cú ổn rất đau đến từ vị trí của Văn Tùng. Qua một combo là tốt, tốc biến đi nhưng không thể ổn được, và đó là gần như quét sạch. Và câu hỏi của tôi là một giao tranh lớn như vậy thì cái pha giao tranh vừa rồi, và sói cô độc đang tiến thẳng vào khu vực đường dưới, họ có ý định dứt điểm à? Không, ăn trước một đường thôi cho nó củ chắc thôi. Lao đến tấn công Maidora, và không còn Maidora nữa, vẫn kịp giờ để quét sạch đối phương. Thiệt thòi lớn, họ có thể ăn thêm 1-2 cái trụ bảo vệ nhà chính, nhưng dự đoán của tôi là sói cô độc sẽ về và sẽ để cho ván đấu này trôi thêm vài phút nữa, bởi vì chúng ta vẫn cần có kịch hay để xem. Anh ăn luôn à? Hay, anh dự đoán hay đó, anh dự đoán cũng ngang tôi đó. Ôi, anh game luôn này. Đói, chắc đói.